Xin chào cả nhà, hiện tại trên tay của Ngọc Uyển đây là túi hậu môn nhân tạo dành cho trẻ em. Đây là túi dành cho những cái bé sơ sinh. Túi này thì sẽ sử dụng cho bé từ 4 tháng tuổi trở lên. Thì Ngọc Uyển biết rằng là chắc hẳn những người làm cha làm mẹ khi mà chúng ta nhận được cái thông tin là con mình phải phẫu thuật để tạo hậu môn nhân tạo sau khi mà bé vừa mới sinh thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng, rất là buồn, rất là hụt hẫng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần suy nghĩ tích cực theo một cái hướng lạc quan hơn. Đó là khi mà tạo hậu môn nhân tạo cho bé rồi thì những cái yếu tố nguy cơ mà ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng của bé sẽ không có còn nữa. Cho nên việc mà chúng ta cần làm trước mắt đó chính là tập trung vào để chăm sóc cho bé được tốt hơn. Để khi mà bé khỏe mạnh hơn thì chúng ta sẽ có thể đóng hậu môn nhân tạo để có thể bé sẽ sinh hoạt lại bình thường như những cái em bé bình thường khác. Khi mà chăm sóc hậu môn nhân tạo cho những cái bé mà có mang hậu môn nhân tạo á, thì chúng ta sẽ có 3 cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất đó là chúng ta vẫn cứ ôm ấp yêu thương bé như là những em bé bình thường khác. Bé cần phải cảm nhận được cái tình yêu thương của bố mẹ và người thân thì bé mới có thể là khỏe mạnh, mới có thể là vui vẻ lạc quan được. Chỉ những cái trường hợp nào mà bác sĩ họ khuyến cáo rằng sức khỏe của bé hoặc là vấn đề của bé là chúng ta không được thực hiện cái việc đó thì chúng ta mới hạn chế thôi. Còn nếu như bình thường thì chúng ta cần phải luôn luôn ôm ấp yêu thương bé như là những em bé bình thường khác ha. Điểm thứ hai á, là trong gia đình nên có ít nhất là 2 người cùng với nhau luân phiên để chăm sóc cho bé. Thứ nhất á, là khi mà người này vắng mặt thì sẽ có người kia có thể là chăm sóc cho bé, thay hậu môn nhân tạo cho bé. Hoặc là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm, san sẻ những cái vấn đề trong cái quá trình mà mình chăm sóc hậu môn nhân tạo cho bé. Điểm thứ ba á, là chúng ta cần phải có cái sự kết nối với y bác sĩ, dược sĩ hoặc là với những cái đơn vị mà cung cấp túi hậu môn nhân tạo chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ có được những cái kiến thức để chúng ta chăm sóc hậu môn nhân tạo cho bé được tốt hơn. Bên cạnh ba cái đặc điểm đó đó thì trong cái quá trình chăm sóc hậu môn nhân tạo cho bé thì chúng ta cũng lưu ý là bình thường hậu môn nhân tạo của bé là sẽ có màu hồng hào. Khi mà chúng ta chạm vào chúng ta sẽ cảm thấy mềm giống như là da vậy thôi. Nếu mà chúng ta thấy có những cái biểu hiện như là hậu môn nhân tạo của bé chuyển đổi sang màu tím, màu đỏ sẫm hoặc là khi mà phân ra có máu thì chúng ta cần phải liên lạc ngay với bác sĩ để kiểm tra thăm khám cho bé. Trong cái quá trình mà tạo hậu môn nhân tạo cho bé thì sau khoảng một vài tháng á, thì hậu môn nhân tạo của bé nó sẽ thay đổi về kích thước. Ví dụ như bé càng lớn lên thì hậu môn nhân tạo sẽ càng lớn. Cho nên là khi mà chúng ta thay túi cho bé thì chúng ta cần phải là mỗi lần thay thì chúng ta nên chịu khó thường xuyên đo cái vòng cắt để chúng ta có thể là cắt cái vòng cắt ở hậu môn nhân tạo cho nó vừa khít với cái phần hậu môn nhân tạo của bé đang lớn lên, để tránh cái tình trạng mà chúng ta cắt quá rộng hoặc là cắt quá nhỏ thì sẽ ảnh hưởng đến cái hậu môn nhân tạo của bé. Rồi ngoài ra trong quá trình chăm sóc á, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý không để những cái bỉm sữa hoặc là vật dụng gì đó nó đè lên cái vùng hậu môn nhân tạo của bé, cũng sẽ gây ảnh hưởng đến hậu môn nhân tạo của bé ha. Và trong cái quá trình chăm sóc á, thì chúng ta cần phải theo dõi. Ví dụ như cái phần túi này nè, chất thải ra đầy khoảng 1/3 túi thì chúng ta nên xả cái chất thải đi để tránh cái trường hợp là khi mà cái chất thải này nó nhiều quá thì nó sẽ nặng và nó sẽ kéo cái vùng đế ra thì sẽ gây khó chịu cho bé hoặc là gây rò rỉ chất thải ra ngoài. Cho nên là chúng ta theo dõi nên thường xuyên xả chất thải của bé ra ngoài khi mà túi đạt 1/3 cái lượng chất thải. Sau khi mà xả chất thải ra khỏi túi rồi á, thì ba mẹ nên dùng khăn giấy sạch mình lau sạch cái phần chất thải mà nó dính ở phần miệng túi, để thứ nhất là tránh mùi hôi, thứ hai nữa là nó không có dính bẩn vào quần áo của bé. Và khi mà thay túi á, thì chúng ta cũng cần phải để ý tránh cho cái phần kẹp túi nó bị kẹp vào da của bé ha. Cũng có rất là nhiều bố mẹ thắc mắc á,
là bao lâu thì chúng ta sẽ thay túi cho bé một lần. Thì với những bé sơ sinh nhũ nhi á, thì thường là một ngày thì chúng ta sẽ thay túi một lần. Còn với những bé đã lớn hơn á, thì tầm khoảng 3 đến 4 ngày thì chúng ta sẽ thay túi một lần ha. Và khi mà thay túi á, đối với những bé nhỏ, để tránh cái trường hợp mà khi mà tháo túi á, thì bé bị đau, bị khó chịu á, ba mẹ nên lưu ý là mình gỡ thật là nhẹ nhàng, hoặc là mình có thể là tham khảo những cái sản phẩm hỗ trợ. Thì bên Holister hiện tại là họ sẽ có cái chai xịt tẩy chất keo nè, và cái miếng quét tẩy keo. Thì hai cái sản phẩm hỗ trợ đó nó sẽ giúp cho chúng ta tháo túi cho bé được dễ dàng hơn, không có gây khó chịu cho bé. Thời điểm mà chúng ta thay túi cho bé thì sẽ tùy theo cái sự vận động sinh hoạt hàng ngày của mỗi bé. Ba mẹ nên quan sát là thời điểm nào mà bé ít hoạt động nhất để chúng ta có thể thay túi, tránh cái trường hợp là đang trong cái quá trình mà mình thay túi thì chất thải nó lại thoát ra. Khi mà thay túi cho bé thì chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ những cái dụng cụ để tránh trường hợp trong cái quá trình thao tác thì lại bị thiếu cái gì đó, sẽ làm cho cái việc thay túi bị gián đoạn. Thì lúc đó vô tình chất thải thoát ra ngoài thì lại ảnh hưởng đến cái quá trình thay túi. Với những cái bé nhỏ thì thường là bé rất là tò mò, rất là nghịch ngợm, cho nên là những cái bé càng nhỏ đó thì ba mẹ nên cho bé mặc những cái quần áo kín đáo liền một bộ để che chắn cái phần túi. Như vậy thì bé sẽ không có dùng tay để chạm vào túi, tại vì khi mà chạm vào túi như vậy nó sẽ dễ dẫn đến bung túi, gây ra cái tình trạng là tràn chất thải ra ngoài. Ba mẹ cũng cần lưu ý là chúng ta phải luôn luôn dự trữ sẵn một cái lượng túi trong nhà, bởi để tránh cái trường hợp là hết túi, hoặc là nhà cung cấp họ tạm thời họ không có còn túi, thì như vậy thì chúng ta sẽ không có sản phẩm để mình sử dụng cho con ha. Thì vừa rồi là Ngọc Uyển đã chia sẻ cho ba mẹ những cái điểm cần lưu ý, cũng như là những cái điểm mà chúng ta cần phải quan sát khi mà mình chăm sóc hậu môn nhân tạo cho bé. Hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi á, ba mẹ sẽ cảm thấy tự tin hơn trong cái quá trình chăm sóc hậu môn nhân tạo cho bé của mình. Và như Ngọc Uyển từ ban đầu đã nói rồi, cái quan trọng là chúng ta phải đối diện với căn bệnh của bé. Chúng ta sẽ dành tình yêu thương, ôm ấp bé để cho bé cảm nhận được tình thương, chứ chúng ta không nên có những cái bi quan quá thì sẽ làm chúng ta ảnh hưởng đến cái quá trình chăm sóc và hậu môn nhân tạo cho bé nha ba mẹ. Nếu như mà ba mẹ nào mà cần thêm những cái thông tin chia sẻ trong cái quá trình mà chăm sóc hậu môn nhân tạo cho bé của mình á, thì ba mẹ hãy liên hệ cho Ngọc Uyển qua số hotline là 0908 136 855. Ngọc Uyển luôn luôn sẵn sàng để hỗ trợ cho tất cả các ba mẹ. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi, và đừng quên chia sẻ cái video của Ngọc Uyển. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo ạ.